ôi đêm ba tư anh trăng u huyền mênh mông soi sáng tháp cao đền thiền thành đẹp về đêm do đưa duyên đến cung tiền thầm làng bình yên bước đi em vừa phố buồn người từ xa đến, có ai quên đón trăng lên, quyền diều sai đắm, tiếng ca em suốt qua tim. Ôi đêm ba tư, anh trăng u huyền, mênh mông soi sáng, tháp cao đền thiền, thần đẹp về đêm. Do đưa duyên đến cung tiền thầm lặng bình yên bữa đi em vừa phố buồn người từ xa đến có ai quên đón trăng lên dịu sài đắm tiếng ca em suốt qua tiền tiếng ca em suốt qua tiền tiếng ca em kìa một đoàn phụ nữ đẹp đi qua chắc nữ hoàng An Chinh sắp ngủ gian ngang đây mà sao không thấy nữ hoàng lại có bà lão ăn mày chen theo đoàn phụ nữ đẹp bà kia mạo tránh đi ngay khác kìa già muốn biết ông là ai tên gì từ đâu tới mà xua đuổi kẻ ăn mày tàn tật im người như ta không lẽ lại xưng danh với bà lão nghe ăn mày có phẩm gia cao bị hạ thấp xuống bụng này nếu như biết thân hải căm lời lên mặt nhưng già cần hiểu rõ ý ông muốn xưng danh với ai mới là đáng mặt mà lại rẻ khinh kẻ ăn mày tàn tật cũng là người như thiên hạ giữa thế gian kẻ đáng cho ta phơi bày danh dự phải là vua là nữ hoàng An Thiên Mỹ lão ông có chừng phạm ngôn thái quá mà rơi đầu trước lúc gặp vua tôi chào ông ai dám động đến ta một du khách ngang tàn mang quyền hành Á Rập Dương Môn có tên Liêm Ba ngu dốc nghèo nàn xin tỏ lời khi dễ hạng như ông hoan có ta là tể tướng đã hầu đến bắt tên Á Rập lô lăng và thằng này giữ dối Liêm Ba đem về Điện Ngọc dạ khoan xin ông đừng bắt ông Á Rập mày là ai em tên là Bảo Thực em tên là Bao La Bảo Thực là cha của Bao La đứa con em làm hộ vệ quân cho ông Á Rập quân bắt luôn hai tên này giải về cũng lập tức trời anh Liêm Ba bị bắt ông sao ông nỡ bắt cho anh tên này vôi anh của Yến Ly anh tôi hiền lương tội tình chi đừng lo sợ anh cháu về cung ngọc sẽ được nữ hoàng ban nhiều bạc vàng ông nói thế nhưng tại sao lại trói kiến anh tôi vì ta thi hành theo việc quân mà nghe sự thật tên này vô tội cháu hãy yên lòng mà quay về núi rừng nếu anh cung bị giết thì sao anh cháu sẽ về vì không có tội mà có tội chăng là tên Á Rập khi người tàn tật thôi về đi dạ Yến Ly kêu từ ông cha sao cha bắt tên Á Rập đẹp trai kia mà cho rằng có tôi Xuân Yên sao con lại mở miệng khen chàng trai đẹp khi con sắp là vợ của vương tử An Trung em ruột của nữ hoàng An Thiên Mỹ không con không yêu và con không thể nào là vợ của An Trung vương tử cho nên con đã làm gì Xuân Yên dạ con đã gửi cho người một bức tâm thơ để chối từ một mối duyên tư xin cha tha thứ một lần này con trái định cha để chấm dứt tơ loan Xuân Yên ơi con ngông cuồng hành động chẳng nghĩ chi đến luật của triều đình gây tai họa cho mình con giải khờ từ khước một tình thương tha thiết của An Trung nhưng tại con không rung cảm tâm hồn thì làm sao kết vợ chồng
duyên cớ nào xui con cử tuyệt từ chối cuộc hôn nhân? Dạ thưa cha. Con phải trả lời cho cha biết tại sao. Dạ, dạ tại. Tại sao? Tại Dương Tự An Chung là người xấu xa bệnh tật. Trời ơi. Đại Lâm Châu, Đại Lâm Châu, hãy cung nghênh nữ hoàng Dương Tử Gia Lâm. Nữ hoàng chưa ngự tới, ta nhân danh là Dương Tử An Chung, bào đệ của nữ hoàng. Giả lễ các quan, thiết ngữ quân đưa Liêm Ba và tên Á Rập ấy đến đây và cho ta hai ly ngự tửu. Xin danh. Một bên là Liêm Ba, một bên là tên Á Rập. Đây, đôi tay ta một bàn tay lành mạnh, một bàn tay bệnh tật hối tanh. Ta nâng hai ly ngự tửu mời hai tên này hãy uống. Uống. Xin dân. À, Liêm Ba uống, còn tên Á Rập này sao lại quay mặt đi nơi khác? À, có lẽ mi dông Xuân Yên miệt khinh và ghê tổn bàn tay bệnh tật này phải không? Ta đập vỡ mặt mày tên khốn nạn. Khoan, xin Dương Tử đừng để tâm tư bấn loạn mà gây ra máu đỏ giữa sân. Có tôi là Xuân Yến, người đoán gài nhịp cầu, khiến cho Dương Tử sốt đau oán hận, định trả thù những kẻ vô can. Nay tôi hiện tới nơi đây để tự mình nhận tội từ hôn, chỉ vì ngang trái tư duyên nên không thể trao tình cho An Chung Dương Tử. Xuân Yên, thế ra nàng tới đây để xác nhận thêm lời từ chỉ vì ta bệnh tật sâu xa. Phải vậy không? Phải vậy không Xuân Yên? Dạ xin Dương Tử đừng hoang mang nghĩ ngợi, cho khổ đau thêm tâm trạng kẻ anh hùng. Tôi không yêu gì nợ duyên như nước chảy ngược dòng, thân hèn món đâu sánh bằng Dương Tử. Em một bà hoàng tinh tột đỉnh giang sang, chỉ vì ngôi thứ phân chia ấy nên kẻ đê hèn không dám yêu. Vậy đừng giống tưởng làm chi cho thêm tuổi phận bọt bèo Xuân Yên. Tôi đã nói thật lòng tôi không giấu diêm, thì Dương Tử đừng quyền dòng đến tên tôi. Thôi, xin giả biết. Xuân Yên, cha buộc con phải dừng chân suy nghĩ cùng An Chung nối lại mối duyên lành. Vì người đã yêu con tha thiết chân thành, con có biết không chỉ vì thái độ từ hôn của con nên mới có buổi Lâm Châu xử án. Vậy cha khuyên con hãy thay đổi ngay ý định để biến buổi Lâm Châu thành đại lễ tân hôn, cho mọi việc được bình yên như từ buổi đầu tiên cha kết giữa triều thần. Không, không thể được. Xuân Yên, ngồi im. Hãy dẹp bỏ chuyện riêng ta, tất cả mau túc lễ mà cung nghinh kim thượng. Kìa, nữ hoàng đâu không thấy mà có mặt bà lão ăn mày đã bị ta xua đuổi lại ngang nhiên ngồi trên ngai ngọc. Đúng, tên Á Rập này đã khinh khi bà lão ấy, thì kìa hãy bước lên mà đuổi bà ấy xuống kim ngai. Được, ta sẽ siết họng bà ném xuống. Đứng im. Và nhìn ta. Kìa, một tuyệt thê gia nhân chính nữ hoàng An Thiên Mỹ. Phải, chính ta đã giả dạng cải trang để thử lòng lê dân, xem tại sao khinh miệt kẻ tật nguyền. Và ta đã hiểu nguyên do Dương Tử
tình đoạn dứt tơ duyên, khi nó đã hết lòng yêu mến Xuân Yên. Vì việc gia đình kiếm thương phải cãi càng, thì sao kẻ lạ này bị buộc tội ức quan? Vì chính mi cũng giống kẻ bạc nên ta lâm triều xử tội lũ bay. Muốn tấu kiếm thượng. Câm! Dạ, nghe ta hỏi, tại sao mới đây mi định xiết cổ bà lão thật nguyền trên ngai ngọc, rồi bây giờ lại một quỳ khi bà lão ấy đổi dung nhan? Tại sao các người chỉ nhìn qua lớp vỏ mỏng của dung nhan để đánh giá thấp cao giữa kẻ này và kẻ khác? Ta đã hiểu vì sao em ta Dương Tử An chung bị từ hôn, chỉ vì nó sâu xa bệnh tật. Nhưng không, dạ muôn tâu, Liêm Ba có binh vực bà lão ăn màng, ta ban chức làm quân cận vệ, còn tên Á Lập này thiết ngự quân, đem đến lò thiêu cột vào thiết trụ đốt tài chân cho cháy thành than. Yeah. Còn riêng Xuân Yên ta sẽ dành cho nàng hình phạt khác, thiết ngự quân. Yeah. Đem Xuân Yên đi cắt tay xẻ miệng cho ta. Công chị ơi, có khổ đau thì để riêng em đau khổ, chứ đừng đem đi quỷ hoại sách hương nàng. Em biết chị thương em hơn là ngôi vị nữ hoàng, muốn xây dựng đời em hạnh phúc nên chỉ trả thù đau khổ của lòng em. Nhưng sao nhiều cơn đảo điên rối loạn suy nghĩ miên man, em thấy mình không toàn vẹn dung nhan để cho nàng yêu thương và cảm mến. Nghĩa là em đã tự lòng thôi dệt mong, và cũng không quán thù nhan sắc Xuân Yên, phải không? Chị ơi, nếu duyên nợ do dung nhan định đoạt thì em còn quán hận ai khi mà nhân gian tội tàn. Dẫu tình em có tinh khôi như nạm ngọc tô vàng, nhưng tinh khôi ấy nằm trong thế chắc bị người đời khinh bỉ lắm xa. Nếu giờ đây có thù hận người ta đem nhan sắc kia ra tàn phá, chỉ tạo cho đời thêm kiếp sống khổ đau, và em cũng không còn gì đâu nữa để mà yêu. Nghĩa là em quyết bảo toàn nhan sắc của Xuân Yên. Vì em kịp nghĩ nhan sắc của nàng vô tri và vô tội. Nếu nhan sắc của nàng vô tội thì bệnh tật em nào có tội tình chi, mà biết bao đêm em sụt sùi nức nở gào to lên trong vắng lặng của cung di, rồi em xé màn đập nát mảnh gương soi chỉ vì nhìn thấy dung nhan mình tàn tạ. Đau khổ ấy có phải chăng do nhan sắc của một nàng con gái tiêu căng? Không, chị thương em nên quyết tàn phá dung nhan cho họ biết đau khổ cũng như em đau khổ, mới hiểu được nghĩa sâu xa niềm rung cảm chân thành. Muôn tâu kim thượng, chúng bay muốn gì? Dạ bẩm tía con em là hầu cận của ông Á Rập, tôi xin nữ hoàng nghe rõ việc này. Việc này quan hệ đến bà Tư, là ông Á Rập bị đem ra. Ông đó chính là sứ giả của triều đình Á Rập sai qua. Ông chính là thái tử Lạc Kỳ cải dạng đến cầu hôn với nữ hoàng. Người ấy là thái tử Lạc Di đến cầu hôn trẫm. Ta truyền ngưng gia hình thái tử và cho mời thái tử đến sân chầu. Dạ,
Tôi thấy tử sư thần xin tạ ơn kim thượng đã truyền tha bóng tiểu thần. Kìa, thái tử Lạc Di có sao không? Dạ, nhờ Xuân Yên can thiệp nên tiểu thần chưa bị gia hình. Nhạc nữ, dạ, hãy dâng rượu dâng đàn cho ta mời thái tử. Xin tạ ơn kim thượng đã có rượu có đàn, vậy trẫm xin ban cho thái tử mấy cung quyền và đôi chén men cay của nhạc nữ miên quanh để làm vui sứ thần cho vơi đi phiền muộn trước khi rời cung điện. Dạ kim thượng, có hằng tâm tôi lẽ đâu mà đi chối từ, nhưng xét phận tiểu thần là kẻ thất phu vô lễ. Kìa, sao cứ mãi trách mờn chuyện xảy ra lúc nãy, xin thái tử quên đi lời trẫm nói để cho trẫm nâng ly mời mà lạc kim. Hãy đàn hát lên đi nhạc nữ. Ngân ngơ năm tài như đời chờ, chung rượu nồng thắm dương tình mơ, uống cho ngất ngây loan đường thơ, rồi hát với đàn bao lời thơ. Đàn tình chất kính về bên thần tiên, nào rượu ta cứ uống, cứ đàn nhạc yêu thương để lòng thêm đắm say hương ước nguyện. Đàn yêu với mềm bắt cầu duyên, tình chấp cánh về bên thần tiên, nào rượu ta cứ uống, cứ đàn nhạc yêu thương để lòng thêm đắm say hương ước nguyện. Kim thượng đã sai ngũ tại kim ngay, nhạc nữ hãy lui ra để yên cho kim thượng. Xin vâng. Thật là diễm tuyệt, không uổng công ta lặn lỗi từ Á Rập sang đây. Kìa, thái tử lại si yêu sắp quỳ gối để đầu hàng nhan sắc. Kìa Xuân Yên, tôi không ngần ngại mà nói rằng tôi đã thầm yêu Mã Lạc Di thái tử nên đến hai phen giải cứu, chẳng e ngại gì tai ương với bao hậu quả nguy nan. Điều đó tôi đã biết qua nên mang vào lòng nhà ân sâu, nhưng nói yêu thì không thấy được vì tôi đến đây là để cầu hôn với An Thiên Mỹ Nữ Hoàng và đang đợi nhớ chờ phúc gì thơ. Tôi biết ông đắm sai ngai vàng nên thêm thường Xuân Yên. Thôi chào ông. Xuân Yên cũng đẹp, nhưng thiếu mái tóc xõa dài như liễu rủ im lìm che kín nửa mặt qua. À, An Thiên Mỹ, An Thiên Mỹ, ta đã yêu nàng trong giấc ngủ. À, vết thẹo dài ghê sợ nằm bên khuôn mặt đẹp được che dâu với mái tóc quyền. Không, bà vua không đẹp như ta tưởng tượng, mà còn sâu xa hơn cả Xuân Yên. Ta phải tìm Xuân Yên và đưa nàng về Á Rập. Thái tử, thái tử đâu? Miên quanh muôn tàu, sư thần thái tử đã lạnh lùng dối dàng.
từ bên trong. Nghe tiếng la vội bước ra mà, nhưng em có hiểu gì nguyên nhân khiến cho người đi không? Khi mơ tựu hình để kết thành tơ duyên. Muôn tâu em thấy người đang say đắm si yêu, bỗng nhiên tỏ vẻ hải kinh khi tai viếng mái tóc quyền kim thường. Hả? Người viếng tóc ta đã thấy nửa mặt ta mang dứt theo. Muôn tâu thôi hãy lui ra, lui ra đi đừng nói nữa cho tim ta chua xót đau điên. Trước chuyện não lòng của mộng tình như sương tan, ta xấu vô thân khi bị chán trường dũng nhan. Có lẽ ở thế gian đầy dây chuyện phũ phàng như dương tử với nữ hoàng, bởi nhan sắc tội tàn nên không thành duyên. Dạ, Liêm Ba tên Săn Voi Hầu Cần. Tên Hầu Cần Liêm Ba, mi hãy nhìn và cho ta biết vết thẹo này ta có đáng cho mi ghi tổn hay không? Muôn tâu không, mà trả lại kẻ này thấy kim thượng đẹp hơn. Lão, dung nhan này đã bị khinh bỉ nhiều rồi, mà mi còn dám mở lời mai mỉa nữa. Từ đây mi không còn là hầu cận của ta, hãy trở về rừng mà khen sắc đẹp của voi. Xin lại tạ tầng kim thường. Đêm thứ nhất, thứ hai và mãi mãi đến mười đêm hiu hắt ngập lòng vua. Mười đêm cô đơn, mười đêm nhớ, trăng gầy lưu luyến núi rừng xưa. Hãy khép màn cung thầm cho ta tìm cỏ xem. Núi rừng xanh tươi mát trong đêm vàng, đẹp dần trăng rồi sang bên dòng suối. Ánh ngà buông lấp lánh dương cây rừng, canh thần tiên không sánh bằng thiên nhiên. Núi rừng êm nghe gió qua nhạc suối, muôn hướng trời bay tươi reo khúc ca yêu đời. Cây niềm vui chân sai bước nhàn du theo khúc ca mơ hồ trí ngưng ngơ trong rừng thơ. Là ai mà lạc vào rừng? Kìa, tên này Voi Liêm Ba. Xin lại mừng kim thường. Hãy bình thân và tiếp tục hát ca, giải thích cho ta nghe, chỉ dẫn cho ta thấy những gì tươi đẹp của thiên nhiên. Tâu dân mời kim thường theo tôi. Yeah.
bà có đua nhau nở hoa vui mừng. Ngàn thần tươi lại cũng nên cho phúc dung. Để trôi qua đàn sông, năm càng say rực và về đêm có đàn diều hiền. Gió ru êm cảm thấy hồn lưng lưng bay lạc. Vào rừng mơ tàn mát mấy mùa xuân, hỡi chim xanh cánh mềm như nhung, hãy đưa ta đến bờ trăng sáng. Ta bay dọc ngang đường kìa bà cõi bao la ở trên non bồng, được bà mây nào hãy đưa về cánh tiên. Này lời chim và lời gió nào cũng bay về đoàn về tiếng có đang dịu hiền. Gió ru êm đềm nhưng không nệm gấm chăn hồng ướt hương. Hát ru, hát ru, hát ru, hát ru, ru giấc nằm của kim thường ngủ say nằm ngủ say nằm. Bầu trời im, bầu trời im, lai cánh quạt, lai cánh quạt. Hai gió em qua cùng tiếng hát ru bình minh, hát ru bình nắng lên nắng rừng quang vắng, mỗi tay quạt vẫn không nao lòng, vẫn không nao lòng. Miếng kim thường ngắm em giật nồng dầu quạt cho suốt năm, hầu hà không quán thai. Miếng kim thường, miếng kim thường giấc mơ yên lành. Liêm ba ơi, ta đã yêu núi rừng và ta đã yêu mi. Dạ không, xin kim thường đừng giết chết Liêm ba, chỉ vì những lời nói mơ trong giấc điệp. Ơ kìa Liêm ba, thế ra ta đã ngủ lái rừng. Tâu kim thường, đêm qua kim thường bỏ cung vàng khiến ba quan xôn xao tìm kiếm. Hạ thần đã đem kiệu đến đây mời kim thượng hồi cung. Quyền thần hãy đợi ta, Liêm ba, ta muốn biết ở đây có gì. Muôn tâu, có chim, có thú, có lá, có hoa, có béo hùm rắn tượng già. Và gì nữa? Dạ còn có tên này săn voi sâu xa nhân vàng. Suốt đời nương bông núi cao, đã quen rồi mưa với nắng đào. Mà lòng không nung không nào, dầu đời qua mấy đau đau. Ngoài đời chàng sân vui có bao tươi đẹp sao người quên đi. Nào đêm dưới ánh trăng, nằm bên thuyền đá xanh ngủ em qua một giấc vàng thiên nhiên. Cho đêm thoa dịu dạ muôn tâu, kính xin kim thượng tạo tiền cho sớm cung hoàng. Ba quan hiện đang nóng lòng, triều đình sao xuyên hoang mang. Và lòng thần hạ công an, lòng lòng mừng quân vương chúng con hân hạnh đỡ tường mặt vua. Mến vua cách xa mây dặm nghe đồn
người dân giả tật nguyền này về triều để chấm ban phát gạo. Liêm Ba, mi hãy cho ta mượn thất voi về điện. Muôn tâu voi kẻ hèn dơ bẩn, nhưng ta ra lệnh phải thi hành. Tâu dân, muôn tâu kiệu vàng đã sẵn, xin kim thượng đừng đi voi. Muôn tâu, em Minh Ly đã đưa voi tới, mời kim thượng lên voi. Không, thất voi bẩn thỉu nó không thể sống với ta. Trời ơi, voi rừng tôi đã chết. Voi ơi là voi. Mời kim thượng hồi cung. Không, tên kia đứng lại đền mạng voi ta. Liêm Ba, tội lỗi này do ta, thì ta xin nhận hết những gì mi oan hận. Một thớt voi nuôi trọn đời sân dân lặng đằng, mà họ giết chết rồi tôi sẽ sống sao đây? Thôi, xin Liêm Ba đừng khóc nữa, trăm sẽ đền bồi xứng đáng thất voi kia. Xin tạ ơn kim thượng biết thương tôi, nhưng chắc chắn không sự đền bồi nào tôi thỏa mãn. Đây châu báu ngọc ngà thương đăng của trầm đeo xin trao hết cho mi. Hãy nhận. Không. Kìa, tại sao mi quăng ném? Dạ vì tôi là kẻ thất phu ngu dại, không biết tham châu ngọc của cung vàng. Lặng lúc quanh năm trong rừng quanh non tàn, đời sơn giả không cần chi bảo vật, mà chỉ cần được sống mãi bên voi. Vì chính nó đã nuôi tôi ngày hai buổi chở củi khô đổi gạo, mà nó không bao giờ quản ngại gian lao khi lặn lội núi đèo nơi đường xa thiên lý. Vì quá thương voi mà mi quên rằng, với châu báu này mi sẽ mua được nhiều voi, hoặc đổi gạo sẽ nhiều hơn. Và nếu quả thật ngọc châu quý giá, thì tôi cũng không thể đem đổi cho đám sơn dân nghèo khổ quê mùa. Họ thích gạo cơm hơn bao vật ngọc ngà. Và nếu có đổi được nhiều cơm gạo hoặc mua về mấy thất voi tôi, thì tôi vẫn thấy không vui sướng, bởi thiếu công trình thiếu nghĩa ân. Có làm mới có học cơm, có nuôi nhau sống thì lòng mới thương. Thật là chí tình chí nghĩa, lần thứ nhất tai ta mới nghe, mắt ta mới thấy sự chân thành của tình cảm nhân gian. Có lẽ nơi đây mới là thế giới của yêu thương, có nguồn cảm lung thành thật, không hơn thua nhau vì vàng son vật chất, hay đua đòi theo bóng sắc xa qua. Ta rất cảm ơn mi biết giữ gìn một nếp sống thanh cao, chỉ lấy trái tim làm ý nghĩa mà ta mơ khi mang áo ước từ lâu. Nhưng còn tìm thấy được đâu khi bóng đỉnh chung che kín mọi tình thương và chiếm trí lòng. Vui vui đưa
chuồng nuôi chó quen ơi, mà nay họ giết con voi chết bằng cắt cổ người công gớm tay. Chỉ còn anh với em thôi, từ đây hoành nhớ vui mà buồn. Nếu anh em ý chỉ gì vui thì ta sẽ truyền đưa đến đây một thước voi to đền trả lại. Voi của vua? Không, voi của kim thượng xa lâu rồi mưa nắng sẽ không đủ sức băng rừng chở củi đói gạo cơm. Thôi kim thượng hãy về đi. Dạ từ mi. Kim thượng đã bỏ quên châu ngọc, châu ngọc này không thể cứu đời voi. Ngước nhìn theo lễ trào lên khóe mắt, kim thường ơi cô độc trọn đời tôi. Ê ơi, tía gì mãi? Trời ơi, giặt giả tới nơi rồi. Ông Thái Tử Lạp Chi Ngà mình nông dân tiểu thơ Xuân Yên đi. Còn kéo binh Á Rập tan hiệp với quyền thần Trang Thạch Chiêm Thành Ba Tư rồi. Trời đất ơi, ông bỏ hai đứa con mình kẹt ở xứ này rồi ông làm điều đó là thế nào? Mình cũng lâm nguy, e bỏ nghe xác nát tay xứ người nhà con ơi. Là hỏi con ơi, tía đau ngà khổ lo âu ngà quá trời. Mà việc gì tía lại kêu trời, và còn khóc kể than ngồi khiến con trẻ lệ tuôn dầm về. Phải khóc khóc nhiều hơn nữa, bởi vì Thái Tử Lạc Chi đã bài xâm lược ba ngã tư không ăn mà chịu là tao với mày. Nghĩa là tía con mình không có xâm lược mà phải bị dân Ba Tư kết tội xâm lăng. Trời, như thế thì tía con mình đành chịu chết. Cái chết thì tía mày không có sợ, mà chỉ lo cảnh cô đơn của bà vợ mâm chồng. Sẽ tiếc nghĩ thương tao mà ngà đổ ngà lệ khóc rầm rầm. Mà phải nó khóc như người giọng thu qua đá thì tao cũng yên lòng trong năm mồ. Ngặt vì sợ nó không thành đá, khóc dấu im một hồi lại phân xuống. Liền tay cạch cổ đàn âm thì tao có nước thì phải tâm nắp hồn. Nghe tiếng nói mà tôi thêm tội cho má tôi hiu quạnh quê nhà. Vì bà rất mực trung trinh và lo thủ phận già. Chỉ có tía hay lôi thôi lo mèo mỡ mà nỡ đem lời lo sợ cho má tôi. Hồi đi má dặn mấy ngoài biểu coi chừng tía của mày sanh tâm. Tôi binh rằng tía hiền lương thì má tôi cãi biểu đừng có tin. Tía mày làm bộ tài tình và rồi mà thích xứng hình các cô. Có nghe lời má hay chưa mà tiếng đổ tội bá vợ cho bà già. Giặc Ả Rập đã chiếm hoàng cung, nữ hoàng đâu, thay giam đâu mà cung điện lạnh lùng quan vắng. Án trung dương từ. Chị, sao chị được thoát nạn đến đây, trong khi em hay tin chị bị bắt trói với ba đám ăn mày ngoài sân điện? Đã quy à. Chị, tại sao khi em sắp đặt nát đầu quân giặc mà chị lại hàm phục xâm lăng? Em sẽ còn nguyền rủa chị nhiều hơn nếu em biết chị đã làm hơn thế nữa. Chị đã làm gì? Chị đã bằng lòng với cám Phật phản thần. Trời, trao ngôi báo và nhận làm vợ. Trời ơi, thế là hết. Tình chị em đứt đoạn,
em xin thề tiêu diệt xâm lăng. An chung, nếu em vội đã tới hành động thì giặc sẽ giết quan 300 mạng kia. Họ chốt ta mang một số kiếp đọa đài trên khắp nẻo đường trần tâm tôi, họ kéo dài sự sống thiếu tình thương. Em hãy nhìn những gương mặt khô khan bệnh tật rồi moi tìm trong trí óc chút lương tâm để mà xúc động xót thương cho một kiếp người hằm yêu đói khổ. Nhưng An Trung này đâu phải kẻ vô tâm, nhưng nạn nước trăm nghìn lần to lớn. Lại bỏ quên đi bao thảm cảnh hải hùng, nước dưới dân như hình, dưới bóng như xác, thân nương tựa linh hồn. Cứu nước sống nghĩa là dân sống, chứ không phải cứu ngay vàng và điện ngọc của vua quan. Cho nên chỉ chẳng ham nuôi bao cả đến cuộc đời xuân trắng. Dầu thân của chỉ cầm bằng rác rơm. Chị ơi, em đã thấu hiểu lòng vàng của chị vì mà quyết định xả thân, bỏ tất cả và quên tất cả để nguyện cầu bằng hành động cứu sinh. Nhưng chị ơi, dầu hiểu vậy mà lòng em không thể bình yên trước sự đổ nát của triều đình Dương quốc do tâm nghi loạn và phản tướng gây ra. Em thề giết hết quân tham ác trước lúc thi hành lệnh sát nhân, để vừa giải thoát lương dân cũng vừa cứu được cung soi triều đình. Chị hãy rời khỏi hoàng cung và chờ em giết giặc. Chỉ cầu nguyện cho em. Quân hãy lui khỏi điện vàng vì binh Dương Tử đã bao vây tứ phía. Mau lên, An Trung đã chí binh. Ai kia? Nữ hoàng An Thiên Mỹ, bà ơi, bà hãy cứu tôi, hãy đưa tôi trốn thoát vì Mã Lạc Chi đã ăn năn hối hận tội gây loạn. Và tôi đã biết khinh nhan sắc của nữ nghi hoàng, ý tưởng đó đã xui tôi hành động cướp ngai vàng và gây loạn thâm cung. Chính tôi chiếm xuân yên mà khát vọng gòn thâu hết thảy những đóa hoa nghi hồng trong cung điện Ba Tư, để đặt vào tay thái tử Lạc Chi có một lòng tham gây rộng lớn đi vô cùng. Nếu mi đã ăn năn thì đây khung cửa nhỏ hãy thoát ra ngoài điện. Tâu kim thượng, kẻ bại trận xin có lời cảm tạ ơn nữ nghi hoàng như núi cả non cao. Kể từ đây thái tử Mã Lạc Chi sẽ không dám kêu căng tàn nhẫn nữa. Một cái bài học muôn ngàn lần khó mà bây giờ tôi mới nhớ rõ. Thông đi tự mình biến cải thâm tâm trọng thứ dân và quý trọng muôn loài. Nhữ
những ai chỉ chủ ngoài nhân dạng, tham vọng đưa lần tới khổ đau. Bao tàn càng ở trên cao, càng gây nên cảnh máu đào tuôn rơi. Bà vua, cô em là Yến Ly, em của Liêm Ba, tìm bà để báo tin anh của em lâm trọng bệnh. Liêm Ba bệnh? Dạ, anh bệnh khi mê khi tỉnh, và chiều chiều thờ thân mông lung. Mắt buồn để lệ rơi tuôn, biên ăn biên cùng công cười không nói với chung quanh, nhưng trong giấc ngủ nằm canh. Có phải người hay muốn tấu kim thường, và cười gian kêu khóc điên cuồng, anh càng lúc miên mù. Có lẽ người mang tâm bệnh kẻ cô đơn, khi con voi bị chết quăng. Vì có ta chứng kiến cảnh não lòng, và bán thân ngọc vàng. Anh tôi thường ôm theo châu ngọc, miệng thốt lời trối trăng. Yến Ly, em hãy đưa ta đến đó. Xin vâng. Cầm xin nụ sắc vui.